Hello mọi người, lâu lắm rồi không gặp mọi người và hôm nay mình sẽ chia sẻ mọi người 5 cái điều mình thích và 5 cái điều mà mình không thích ở con DJI Action 5 này. Rất nhiều thứ mà mình thấy nó ưng, thế nhưng mà một vài thứ mình không ưng thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người từ cái góc độ là một người mà mới dùng cái Action Cam và mình muốn dùng cái Action Cam này với cái mục đích là mình dùng để quay vlog hàng ngày. Đó, ok, bắt đầu nhé. Cái điều đầu tiên mà mình thích của cái con DJI Osmo Action 5 này đó là cái màn hình của nó. Thì màn hình của năm nay thì nó đã được chuyển sang hai màn OLED, tức là màn đằng trước này này nó cũng là màn OLED và màn đằng sau cũng là màn OLED. Màn OLED này thì nó được cái gì thì nó sẽ giúp cho được cái độ sáng nó cao hơn này, nhìn vào trời nó sẽ sáng hơn này, nhìn dễ hơn. Cái thứ hai nữa là màn OLED này thì nó sẽ cái màu sắc của nó mình nghĩ là nó sẽ ok hơn cái màn cũ. Và cái cuối cùng mình thấy, nói chung là mình thấy ưng ý nhất, cái màn này thì nó có thêm một cái chức năng là Orion, tức là nó giống như là cái điện thoại của mình thì nó có thể hiển thị được tờ, kiểu mà mình không cần bật cả màn hình mà chỉ hiển thị một cái phần của màn hình thôi. Ví dụ như khi mà mình đang quay ấy, lúc nào mình bật màn hình lên thì nó cũng sẽ tốn pin đúng không, thì khi mà chuyển sang cái màn hình Orion ấy thì là nó sẽ pin hơn nhiều. Thì nó sẽ có ba cái lựa chọn là màn hình Orion này, mình nhìn này, nó sẽ có ba lựa chọn này đó, thì là mình có thể chọn để mình theo dõi. Đó, nó chỉ hiện lúc mà mình quay, là dụ mình để nó hiển thị cái hình ảnh là trong tầm 1 phút thì nó sẽ chuyển sang cái màn hình Orion này, thì nó sẽ tiết kiệm pin hơn nhiều. Là dụ mình quay 1 tiếng đồng hồ, mọi người sẽ không cần phải nhìn cái đèn nhấp nháy như cái màn trước, mà bây giờ mình nhìn giây nó chạy bao nhiêu giây, bao nhiêu phút rồi, nó đang ở cái chế độ bao nhiêu thì mọi người đều nhìn thông tin được mà vẫn tiết kiệm pin. Điều thứ hai mà mình ưng ở cái con DJI Osmo Action 5 Pro này, tên dài vãi chưởng, là bộ nhớ trong. Chưa cái con máy ảnh nào mình dùng trước đây nó có cái bộ nhớ trong mà có thể ghi lại được. Tức là những cái con máy ảnh trước đây mình dùng thì là nó đều là có bộ nhớ trong, thế nhưng chỉ dùng để làm cái cách để chụp ảnh nhanh thôi. Thế nhưng cái con này thì nó có 40, có luôn 47, 48 GB để nó lưu trữ được dữ liệu. Đây mọi người nhìn này. Thì ngoài cái thẻ nhớ của mình là 256 GB thì mình có thêm một cái bộ nhớ trong của nó. Bộ nhớ trong này nó có lợi ích rất nhiều với những người hay đăng ký như mình. Tức là những người hay đăng ký như mình là hay cắm thẻ vào máy tính, có file, sau đó lúc nào mình đi đâu cầm máy đi mình quên rút thẻ lại. Mình rất nhiều lần mình giả dụ mà mang máy ảnh đi mình quên thẻ, không mang, tức là không chụp được. Thế nhưng với cái con DJI Action 5 này thì là mình có sẵn 48 GB ở trong máy và mình có thể ghi được tạm thời, thực ra khá nhiều ấy, thì như phải ghi được 2 tiếng 4K đấy, cũng ít đâu. Thế nên là nói chung là mình thấy ok. Cái nội chung mình nghĩ là những cái thiết bị sau này nên có một ít bộ nhớ trong để cho những người mà kiểu hay ngơ ngơ như mình ấy, thì nó sẽ đỡ bị gặp những trường hợp đi xong là mình quên thẻ, hoặc là mình đi ra ngoài xong mình làm mất thẻ. Đấy, trường hợp như thế là mình rất là không nhiều, nhưng mà nó cứu cánh cho mình được rất nhiều trong những trường hợp khẩn cấp cấp bách ấy. Đó, đây là cái thứ hai mình thích ở cái con DJI Action 5 này. Cái thứ ba đó là nó khởi động rất là nhanh luôn. Mình không biết tả thế nào nhưng mà mình ấn một cái này, ấn một nút trên là nút ghi nhanh nhá, ấn một cái. Đấy, ấn cái nó ghi luôn rồi. Nhanh không? Xong rồi dừng này. Tắt đi thì là nó sẽ để 3 giây mà mình không làm gì là sẽ tắt. Cái chế độ ghi này nó rất nhanh, tức là cái chế độ này thì nó sẽ kích hoạt nhanh nhất ở cái việc là khi là ví dụ mà mình mới bật máy lên, hoặc là mình không dùng máy một thời gian ngắn ngắn thôi. Nếu mà mình không dùng máy trong thời gian dài thì nó sẽ chuyển sang cái chế độ ngủ sâu thì nó bật nó cũng lâu. Thế nhưng mà khi mà giả dụ như mình đi chơi thì mình giả dụ đi chơi thì mình quay liên tục đúng không, thì những lúc đấy thì mình sử dụng máy nhiều ấy, thì thỉnh thoảng mình bật lên mình chỉ cần rút máy ra, mình bấm một cái là máy nó đã bật luôn rồi, nó không cần phải đợi máy khởi động hay gì cả. Máy này cũng bật rất là nhanh, mọi người nhìn nhá, mình bật cái nút bên cạnh là nút bật đúng không, ấn một cái này bật phát lên luôn, khởi động nhanh quá chuẩn luôn. Nó tắt đi thì giữ 3 giây là nó tắt. Chung là cái khởi động nhanh này mình nghĩ là một chức năng nhỏ thôi, nhưng mà nó giúp ích cho mình quay được rất là tiện, vì mình đi ra ngoài mình chỉ việc rút ra mình bấm một nút quay một cái, thế là khởi động lên là xong. Cái thứ tư mình thích ở cái con DJI Action 5 này đó là pin của nó. Pin con này thì lúc đầu thì mình cũng không hy vọng gì về cái máy này, nó cũng nhỏ ấy, thì là pin của nó mình nghĩ là nó cũng không được lâu. Thế nhưng mà cái bản này nó quảng cáo được 4 tiếng, mình cũng không làm gì mà quay tận 2 tiếng hay 4K cả, mình chỉ quay khoảng những cái shot khoảng 3, 4, 5 phút là căng thôi. Thì cái thời gian quay đấy mình ngắn, thế nên là mình không bao giờ phải lo nghĩ về cái chuyện là pin của cái con máy này. Và một cái nữa đó là nó sạc rất là nhanh, mình đã thử rồi, nó sạc nửa tiếng đầy. Mình thường là mình để khoảng 20% thì mình sẽ bắt đầu mình sạc luôn. Mình cũng không để nó quá, vì nhiều lúc mình quên mình mang ra ngoài thì không có pin để dùng ấy. Thế nên là mình thường mình chỉ để đến tầm khoảng 20% là mình đã sạc rồi. Thế nên là mình sạc 20% đến 100% là nó chỉ mất khoảng tiếng là nó đầy rồi.
cắm vào cái củ 65W, cái củ máy máy tính Mac Air của mình thì là nó thế là nó đầy luôn. Dùng pin thì nó lâu hết nhá, mà sạc thì lại nhanh nữa. Nên thành ra là mình hầu như mình không phải quan tâm chuyện pin. Chung đây là một cái mình ưng. Và cái cuối cùng mình ưng của con này đó là cái mic DJI Mic 2. Thực ra cái mic trong của con DJI Action 5 này mình thấy là nó cũng gì nhỉ? Nó cũng ok rồi ấy. Nó cũng tức là nghe nó cũng ok, nó cũng ổn. Nhưng mà khi mà kết hợp với cái mic này thì mình nghĩ là nó là một cái gọi là gì nhỉ? Combo rất xuất sắc luôn. Vì cái mic này thì nó có chống ồn rất là ok này. Nói chung là dùng nó rất là tiện. Và một cái nữa mà nó hơn cái con DJI Action 4, tức là cái kết nối của nó nhanh cực kỳ luôn. Đây mình bật cho mọi người xem nhé. Đây, bật máy lên này, rất là nhanh nhá. Và bây giờ mình chỉ việc bật một cái, giữ 3 giây bật cái máy này thôi. Nó bật một cái lên, nó rung một cái lên. Thì là khi mà bật cái mic lên thì bắt đầu là nó đã có tín hiệu luôn trong này rồi. Tức là nó nhận cái mic rất là nhanh. Và cái kết nối của nó rất là ổn định luôn. Mình chưa lần nào mình rất tiếng khi mà mình quay một cái mic này cả. Nên mình nghĩ là đây là một trong những combo mọi người vẫn nên mua khi mà mình mua cái DJI Action 5 này. Đó là 5 cái mình rất thích cái con Action 5 này. Thế nhưng mà cũng có những cái mà mình không thích cả con này. Thì đây là 5 lý do mà nhưng cái điều mà mình vẫn chưa thích ở cái con này. Đó đầu tiên đó là cái chế độ quay normal của nó. Màu sắc của nó rất là chán luôn. Cái con Pocket 3 nó ngon như thế nào, màu sắc nó đẹp như thế nào, nó ăn liền như thế nào, thì con này nó tệ ngược lại. Tức là nó ngược lại về cái con Pocket 3. Lúc đầu mình mua cái con này mình nghĩ là cái con này nó ra sau Pocket 3 thì màu sắc nó cũng phải kiểu nó không được bằng được thì nó cũng phải ná ná. Nhưng mà màu sắc của nó tệ lắm. Nó nhìn rất là giả chân và nó nhất là những cái đoạn mà mọi người sẽ quay ở trong cái trường hợp mà nó quay kiểu quay nó có HDR, có trời đằng sau này, nhìn những cái đường viền của nó hay những cái chi tiết của nó đằng sau ấy rất là giả, màu sắc rất là chán. Nên là khi mọi người quay thì hiện tại mình vẫn đang khuyến khích mọi người quay con này là quay ở chế độ lock, D-Lock M. Xong rồi về mọi người đi lock thì nó sẽ đỡ, nhìn nó đỡ giả, chi tiết nó đỡ giả hơn là cái chế độ normal của nó. Cái tiếp theo của con này đó là cái chế độ Super Night. Chế độ Super Night của con này là một cái chế độ mà được quảng cáo rất là nhiều. Thế nhưng mà khi mà mình sử dụng thì mình thấy là nó cái file nó ra ấy, khi mà mọi người nhìn ở trên cái máy này thì mọi người cảm thấy là nó sáng, nó đẹp hơn so với những cái máy khác đúng không? Khi mà mọi người test cùng với cả con Action 4 hoặc là với cả con GoPro 13 chẳng hạn, mọi người sẽ thấy nó sáng, nó đẹp hơn. Thế nhưng mà khi mọi người mà đổ file ra máy thì mình thấy mọi người sẽ thấy là cái file của cái con Action 5 này mà khi mà quay bằng cái Super Night nó nhìn nó rất là nhựa, nó rất là giả, nhìn nó kiểu nó bệt hết bản chi tiết, nó bệt hết vào nhau và nó không và nó như nào nhỉ? Nói chung là nó không sử dụng được, nhìn nó rất kiểu như quay một cái phim xong bị bết vào nhau ấy. Nói chung là khả năng là nó sẽ bị kiểu quay tối thì nó bị noise đúng không? Noise thì khi trong máy nó sẽ xử lý cái denoise đấy và nó làm bết cả chi tiết vào nhau và trông như là nhựa, là giả, trông kinh lắm, nói chung không dùng được. Để chế độ này mình không thích. Cái tiếp theo nữa đó cũng là về cái phần mềm của cái con này, con DJI Action 5 này, đó là cái chế độ mà subject tracking. Đây, chế độ này thì chế độ để nó có thể theo người mình, khi mà giả dụ như mình không có cái quay đầu như cái con Pocket 3 đúng không, thì nó sẽ di chuyển theo khung, nó sẽ bắt theo người mình, nó di chuyển cái khung đấy. Thế nhưng mà đây là một hình thức crop lại của video 4K, tức là nó sẽ crop lại cái khung hình và nó đưa cái khung hình đấy nó theo mình thôi. Tức là khi mà mình để chế độ đấy thì mình sẽ quay mắc được chỉ có 2K7 thôi. Tức là nó sẽ crop khung hình mình vào và cái chất lượng file khi ra nó trông nó nát và rất tệ. Thế nên là những cái chức năng này gần như kiểu là để cho có. Lúc đầu mình cũng khá hy vọng nhưng mà cuối cùng là hóa ra nó chỉ crop vào và cái chế độ này thì mình có thể thực hiện được ở trong phần mềm kia. Mình giả dụ mình quay 4K xong về mình cắt ở trong phần mềm cũng được và mình sẽ chủ động được với cái khung hình hơn. Còn cái này thì nó sẽ ăn sẵn cho mình nhưng mà mình về mình cắt lại thì mình về mình xem lại mình thấy file nó nát lắm, nó không xấu đi nhiều nên mình không thích cái chế độ này lắm. Và cái điều cùng mình không thích ở cái con DJI Action 5 này nữa đó là cái chất lượng file của nó. Theo mọi người nói thì nó đang cái bitrate của nó đang không bằng con Action 4, tức là cái chi tiết của nó sẽ không bằng Action 4. Thì nói chung là chưa bằng Action 4 là vì Action 4 nó cái gì nhỉ? Cái bitrate của nó là 130 MB. Hình như 130 MB, còn bitrate của cái con những con GoPro nó còn đến 200 MB cơ, tức là nó thu thiệt rất nhiều. Có thể DJI nói là cái thuật toán xử lý của con Action 5 này nó có con chip mới 4 nano thì nó đã có thể nén được tốt hơn. Thế nhưng mà như mình xem nhiều video so sánh thì nó đang chi tiết nó đang kém hơn cả con Action 4. Tức là DJI đang cố kéo dài thời lượng pin bằng cách là sử dụng cái file bitrate thấp hơn để kéo dài thời lượng pin, thì mình nghĩ cái này nó không nên đánh đổi. Nó có thể cho mình cái lựa chọn để mình có thể lựa chọn là trong phần cài đặt, là mình nếu mà mình không cần thời lượng pin dài mà thì muốn quay chất lượng tốt hơn thì mọi người có thể là lựa chọn trong phần cài đặt. Mình nghĩ là hy vọng sắp tới thì DJI sẽ update cái
cái chế độ này ở trên máy để mọi người có thể có lựa chọn. Ví dụ như mình thì mình không yêu cầu là nó phải pin thật lâu, phải trâu bò quá, mà mình chỉ dùng để quay vlog thôi. Mình rất dễ dàng để sạc. Mà những cái phụ kiện pin bây giờ nó cũng bán rất là nhiều rồi, thế nên nó cũng không cần thiết phải đánh đổi nhiều như thế, đánh đổi chất lượng hình ảnh như thế. Thế nên là hy vọng Vita sẽ update cái chế độ mà có thể lựa chọn được cái bitrate để mọi người có thể lựa chọn được cái phần hình ảnh có chất lượng cao hơn. Ok, vừa rồi là năm cái mình thích ở con Action 5 này, và năm cái mà mình không thích Action 5 này. Thì mọi người có cùng quan điểm hay mọi người có thấy cái gì mà mình thích mà mình chưa biết, hoặc những cái gì không thích mà mình chưa nói, thì mọi người hãy comment bên dưới nhé. Còn mọi người sẽ hết video, lại video sau. Bye.